Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình. Với video ngày hôm nay thì mình và các bạn cùng đi tìm hiểu và đánh giá sản phẩm của 43WK800C. Vâng, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để đánh giá cái sản phẩm 43WK800C này có tốt hay không. Thì các bạn xem, thì trong quá trình mình nhận sửa chữa cho khách hàng rất là nhiều, và mình cũng nhận tư vấn cũng như tìm hiểu qua về con 43WK800C này, so sánh với những dòng Smart TV Internet ví dụ như 4700B hoặc 600B, thì mình thấy được con 43WK800C này, thứ nhất là nó dùng cái bo vỉ bên bo mạch chính của nó là bo một vỉ liền, tích hợp tất cả các ứng dụng như Internet và một số cái cổng ngoại vi và hồng ngoại, rồi nói chung là tích hợp hết trên một cái bo này. Và mình thấy thiết kế của con 400C này nó khác so với những cái dòng Smart của 700B hoặc 600B. Vâng, thì hôm nay tại sao mình rất là đánh giá và mình rất là ủng hộ về cái dòng sản phẩm đời cao của 43WK800C, thì các bạn xem ạ. Thứ nhất là cái giao diện của nó rất là bắt mắt. Vâng. Thứ hai nữa là cái chất lượng hình ảnh của con 43WK800C này thì rất là đẹp, sống động, hình ảnh đẹp, trung thực. Và một cái ứng dụng rất là tuyệt vời nữa mà mình đã tìm hiểu, thứ nhất cái con 800C này nó vào mạng Internet, vào YouTube rất là nhanh, và lướt YouTube này. Con 800C này thì rất là ít về bị lỗi khi mà các bạn vào YouTube, lỗi không vào được YouTube. Đấy. Và một cái kho ứng dụng của thằng 43WK8C này thì nó tích hợp tất cả rất là nhiều những ứng dụng rất là hay. Các bạn có thể vào xem Clip TV, rồi vào xem những trang mạng Amazon này, FPT, và trong này nó có một số cái kho phim khổng lồ luôn các bạn. Rồi, kho phim này rất là hay. Kho phim đây ạ. Các bạn, đây là một kho phim khổng lồ các bạn vào. Các bạn có thể vào xem. Rất là nhiều những bộ phim hay. Cái này thì mình chưa cài tài khoản. Các bạn có phải cài một tài khoản và các bạn xem. Và một cái tính năng mình thấy thằng 800C này nó hỗ trợ về cái Smart Box các bạn. Cái Smart Box và như thế này, một cái Smart Box cắm vào USB đấy, hỗ trợ ví dụ như các bạn có những bài hát, có những bộ phim, hoặc là có những hình ảnh video cưới hoặc là gì đấy, và các bạn xem cắm vào cổng USB các bạn xem, thì mình thấy là nó hỗ trợ rất là tốt. Và điều đặc biệt rất quan trọng hơn nữa, và một số cái dòng khác không hỗ trợ nhiều, thì chuột phím không dây các bạn, chuột phím không dây, thì mình thấy con 43WK800C này nó hỗ trợ chuột phím không dây của Logitech, chạy rất ổn định các bạn. Đấy là những cái ưu việt của nó. Thì trong quá trình sử dụng thì các bạn phải lưu ý với mình rằng các bạn vào bất kỳ một ứng dụng nào, ví dụ như các bạn vào YouTube, các bạn xem chương trình xong thì các bạn phải bách ra để TV nó thoát chương trình. Quá chương trình các bạn nó thoát từng bước một thì TV nó không bị lỗi phần mềm, bởi vì mình thấy các bạn sử dụng các bạn lỗi tắt ngang rất là nhiều, dẫn đến hiện tượng là TV lỗi phần mềm rất là nhiều. Và thông thường lỗi phần mềm thì cái hiện tượng hỏng hóc của con 43WK800C này và một số cái dòng khác là chuyên ra hỏng bo mạch chính này, dẫn đến hỏng con chip ở trong cái miếng tản nhiệt này. Đấy, hiện tượng mất nguồn hoặc là hiện logo của con Sony lên sau là nó khởi động lại, mà bắt buộc là nó tích hợp chết con chip này, thì các bạn không thể xử lý được, toàn phải thay bo thôi. Đấy, thì hôm nay mình làm một cái video ngắn đánh giá sản phẩm 43WK800C. Thì các bạn xem, bạn nào dùng những sản phẩm của Sony này rồi thì các bạn vào xem và các bạn đánh giá ông mình và để lại những nhận xét bổ ích.
để mọi người cùng biết các bạn nhé. Các bạn xem video của tôi, các bạn thấy tiện ích, thực dụng thì các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều video tiện ích hơn. Và các bạn hãy đừng quên chia sẻ những video của tôi để mọi người cùng biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.